À, bây giờ câu hỏi một của chương niệm thì nói hỏi thầy, tại sao đã có trường hợp an trú trong tưởng để quét lậu hoặc sau khi chết mà lại còn trường hợp thất lai tái sanh trở lại 7 lần và nhất lai trở lại 1 lần trong đời để chứng đạo? Nghĩa là bây giờ các con sẽ làm muội lược đi, mình tu tập là mình muội lược cái tham sân si, muội lược năm hạ phần kiết sử, mình muội lược là giảm bớt, làm giảm bớt thì nó không còn tương ưng với chúng sanh, mà không còn tương ưng với chúng sanh á thì nó sẽ ở trong, khi mà người đã chết rồi nó, mà Đức Phật ở trong kinh nói nó ở trong cái cõi trời chứ không phải nó ở trong cái trạng thái của nó, chứ không có cõi trời nào mà nó ở trong cái trạng thái, cái trạng thái đó cho đến khi mà nó trở lại nó tương ưng với chúng sanh á thì nó lại tiếp tục, chứ không nó nhất lai rồi mình lại một đời, hoặc là thất lai là bảy kiếp của mình để mà mình mới tu chứng đạo, thì không phải vậy. Mình hiểu như vậy là mình hiểu cái quả của nó. Bây giờ thầy muội lược thì thầy có cái quả đó, bây giờ thầy không có tiếp tục thì tu cái chứng quả A-la-hán, tức là không có vào được niết bàn, phải không? Mà thầy chưa có nhận, chưa có giác ngộ được cái niết bàn, cái chân lý của niết bàn, cho nên thầy không có giữ tâm mình được ở trong cái trạng thái bất động đó. Cho nên vì vậy mà thầy đã muội lược được cái tham sân si của thầy, hoặc là thầy đã diệt năm hạ phần kiết sử của thầy, thì thầy sẽ ở tại cái trạng thái đó. Và từ trạng thái đó mà thầy tiếp tục thầy tu á, thầy mới vào được niết bàn. Còn ở trạng thái đó thầy chỉ ở cái trạng thái mà thiện đó, nó chỉ ở đó thôi. Rồi đến khi mà nó hết, nó một cái thời gian sau nó không còn thiện, nó không phải ở đó nó thiện đâu. Bởi vì mình còn tham sân si chứ chưa phải mới muội lược à. Cho nên cái tham sân si khi mình ở đó một cái thời gian đó mà mình không tiếp tục tu thì nó không có diệt, thì bắt đầu nó sẽ cái thời gian đó nó sẽ trở lại như thường, cái gốc nó còn. Cho nên cái tham sân si nó trở lại như thường thì nó tương ưng chúng sanh thì nó phải đi tái sanh. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói khi mình tu tới mình đạt được nhất lai hay hoặc là thất lai, mình đạt được thì mình đi tới, mà lỡ bây giờ mình chết rồi thì chắc chắn là cái người mà nó họ chết họ đang ở trong cái tưởng họ tu rồi, con hiểu không? Không bao giờ mà họ bị, họ đã tu mà đạt được đó rồi. Nhưng mà nếu mà Đức Phật ví dụ, nếu mà mình ở đó mình không tiếp tục mình tu á, mình không dùng tưởng mình tu á, thì mình sẽ trở lại, mình ở trong một đời hoặc là hai đời, mình trở lại một đời hoặc là 7 đời. Còn nếu mà mình tiếp tục mình tu á, thì ở cái trạng thái đó tiếp tục tu bằng cái tưởng. Cho nên thầy mới đem cái ví dụ cho mấy con thấy, mà khi một cái người mà chết đi mà họ đã diệt năm hạ phần kiết sử, như trong kinh Tăng Chi Phật nói đã diệt năm phần kiết sử, thì họ ở tại cái cõi trời, tức là cái cõi thiện của năm hạ phần kiết sử đó, cái thiện đó, mà họ đạt được cái thiện đó. Cũng như bây giờ Đức Phật xác định như cõi trời là thập thiện chứ gì, mà mình đã đạt được thập thiện á, mà mình không có nhận ra được cái trạng thái bất động của cái trạng thái niết bàn, hoặc trạng thái mà diệt đế đó, mình chưa có nhận ra, tức là chưa có giác ngộ ra được cái điều đó. Cho nên đạo Phật người ta cho mình giác ngộ được rồi mình mới hộ trì, mới bảo vệ cái chân lý đó. Cho nên đạo Phật nó kỹ lắm, còn này mình tu mình không biết. Cho nên vì vậy đó mình không biết nên mình tu mình làm muội lược năm hạ phần. Mục đích của Đức Phật nói đây là hầu hết là ngoại đạo, nó có tu tập, nó có muội lược tham sân si chứ không phải không. Nhưng mà vì nó không biết cái chân lý, nó không giác ngộ được cái chân lý, cái sự thật đó, cho nên nó không biết. Cho vậy mà nó đã ở đó rồi cái thôi, nó không biết nữa, nó tu. Cho nên đâu có biết đường đâu tu, nó ở trong cái trạng thái tưởng của nó đó. Cái tưởng của nó là cái trạng thái nó hiện của nó đó, nó ở đó. Mà thường thường Đức Phật nói 33 cõi trời á là cõi tưởng, có phải không? Cho nên cái trạng thái mà muội lược tham sân si nó làm cho chúng ta giảm cái ác pháp lắm, thì nó ở trong cái cõi trời 33 cõi chứ đâu phải một cõi sao. Nó sẽ ở trong một cái cõi trời nào đó, tức là một cái từ trường nào đó. Khi mình chết đi, cái từ trường mà mình đã tu tập được đó, nó sẽ ở trong cái trạng thái đó. Và nó trong một kiếp hay hoặc là nhiều kiếp, nó sẽ hay hoặc 7 kiếp như ở đây á, như con hỏi ở đây rõ ràng là hỏi theo cái quả của sự tu. Nghĩa là mình chứng được cái chỗ nào thì nó sẽ ở chỗ đó, như nhất lai, thất lai, thấy không? Cho nên vì vậy là mà khi mình ở trong cái từ trường đó thì chắc chắn cái người tu theo đạo Phật thì họ không có ở đó đâu để họ trở lại để làm con người nữa đâu, không bao giờ đâu. Họ sẽ đi vào niết bàn luôn đó, họ sẽ tu trong cái tưởng. Thì cái cơ thể của họ lúc bây giờ đó mọi cái điều kiện cần thiết đều là được giữ hết, nghĩa là nó có cái từ trường của nó bảo vệ của nó rồi. Bây giờ gia đình muốn, bây giờ đang thiêu, nhưng mà có người nó tôi không chấp nhận thiêu, phải chôn à, thì cái thân xác người đó vẫn được chôn.
chứ không bao giờ mà có cái điều đó. Bởi vì cái từ trường đó là cái từ trường thiện nó bảo vệ, cái từ trường thiện nó bảo vệ. Bây giờ cả gia đình mình, bây giờ mình sống ngoài chợ này, bây giờ nó không có cái nơi nào chôn hết nè, nó không có nơi nào chôn hết. Thì cái từ trường thiện nó bảo vệ là cái thân người đó không tắt thở, cứ hô hấp nằm đó để cho nó tu á. Có thể nó 6 tháng 1 năm nó chưa chết đâu, nó nằm đó, nó không ăn uống gì, nó nằm đó, nó như nó ngủ đó. Nghĩa là cái như ngủ thì người thở, còn cái người chết là hết thở, phải không? Còn hiểu không? Mà cái người đó họ sẽ nằm đó, họ thực hiện trong cái giấc mộng, họ đang tu trong cái tưởng đó, họ tiếp tục họ diệt hết tham sân si bằng cái tưởng pháp mà họ tu đó. Họ tu bằng tưởng. Cho nên dù bây giờ đó, ví dụ như bây giờ cái trường hợp bây giờ mình ở chợ đi, mình ở thành phố đi, thế nào chết cũng phải đem thiêu thôi. Không có cách nào khác hơn là gì phải đem thiêu, chứ đâu có đất đâu mà chôn, phải không? Nhưng mà khi mà cái người mà tu muội lược năm hạ phần ký sử hay diệt năm hạ phần ký sử rồi, thì cái thân của người đó nó có cái từ trường nó bảo vệ là không có cho chết, cứ nằm đó ngủ. Ở buộc lòng mình còn ngủ mà làm sao đem chôn, mấy con đem đốt được sao? À, buộc lòng nằm đó tới chừng mà nó tu nó vào niết bàn, cái bắt đầu ở đây cái thân này tắt thở liền tức khắc. Đó là cái từ trường thiện của nó bảo vệ được cái thân của nó để nó tiếp tục, không bao giờ mà nó xả bỏ cái thân nó cách thần linh đó. Từ ra chúng ta tương ưng, chúng ta tái sanh thì cái ngọn đuốc này tắt thì có ngọn đuốc mới rồi. Cái quy luật của nhân quả là như vậy, chứ không thể nào chạy. Mấy con ráng tu rồi mấy con sẽ nhìn thấy được, có tăng minh rồi mấy con nhìn thấy cái điều này, thầy cũng nói láo chút nào đâu. Cái quy luật của nhân quả vậy, nó luôn luôn nó có sự vô thường, nó tiếp nối, nó không có dừng. Khi mà chúng ta bỏ thân này thì sẽ có thân khác liền, không bao giờ mà chúng ta dừng. Cho nên cái nhân quả của nó thì không thế nào, đó là cái cẩn tự nghiệp của nó mà, nó đâu có sai được. Cho nên ở đây thì cái 7 lần hay 8 lần thì do đó là nói cái trạng thái chúng ta tu chưa tới nơi mà có mùi được những tham sân si. Chúng ta có năm hạ phần kiết sử hay năm thượng phần kiết sử, chúng ta đã có làm cho nó mùi được rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta không tương đương giống ai, bởi vì cái một họ hoàn toàn mọi người xung quanh chúng ta, ví dụ như 100% tham sân si, mà giờ mình có 50% thì chắc không giống ai được hết, thì làm sao đi tới sanh nữa. Bây giờ mình còn 50% nữa mới là vào niết bàn mới được, mà bây giờ nó còn 50% thì không giống mọi người trước mặt thầy, nó không giống ai, làm sao thầy làm con mà được, có phải không? Nó phải tương ưng, nó phải giống chứ. Họ thì 100 mà thầy thì giảm bớt còn 50, mà 50 nó lỡ cỡ là đi vô niết bàn cũng không được, mà ở chúng sanh cũng không được, cho nên nó phải ở cõi trời. Còn hiểu cái cõi trời của Đức Phật ở trong cái từ thiện đó. Bây giờ mình ngồi đây mình sống cái thiện nè, nó có cái từ trường thiện mấy con. Mình làm một điều ác nó có từ trường ác, cho nên khi mình bỏ thân này thì cái từ trường nó đâu mất được. Cho nên gọi là ở trong từ trường, chứ sự thật là cái từ trường đó mà, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà ở đây nói nhất lai hay hoặc là thất lai, điều điều kiện đó là muốn nói cái điều kiện thiện, cho nên mới hiểu vậy. Còn câu hỏi thứ hai, những người nhập được định vô sắc như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, đến đây rồi duyên nhân quả đã hết, thân hoại mạng chung, vậy họ ở trong tưởng để nhập được các định còn lại hay không? Không, bởi vì định tưởng mà cái tâm của mình, cái ý thức của mình, cuộc sống của mình, ly dục đá pháp hàng ngày mình chưa có chủ động được, thì mình ở trong nhập vào trong những cái tưởng đó, thì cái dục nó còn, không tham sân nó còn. Mấy người mà nhập mà không vô biên xứ tưởng, mà thức vô biên xứ là phi vi tưởng, nhập tới cái tưởng cao đi, như Đức Phật. Đức Phật khi mà nhập tới phi tưởng, phi vi tưởng là nhìn lại thấy mình còn tham sân si, mấy con thấy mình đâu có giải thoát. Rõ ràng như vậy là nhập mấy cái đỉnh này thì vẫn còn tái sanh à. Con có nhập tới nó sao nhập chơi, hồi con còn sống nhập chơi chứ chừng chết rồi thôi. Cái tâm tham sân si con nó tương ưng, nó đi tái sanh rồi, cái nghiệp nhân quả. Chứ không phải mình mang theo cái tưởng đó, cái định tưởng đó được. Chỉ bây giờ mình nhập chơi cũng như một cậu bé đó, ngồi thiền nhập định mà 6 tháng không ăn uống, cái đó nhập chơi, chứ tâm cậu còn tham sân si chết à. Cái tham sân si đầu tiên của cậu đó, cậu nói cậu thêm con đường đi làm Phật, đó là cái tham làm Phật rồi. Mà cậu chưa biết con đường đi làm Phật như thế nào thì đó là vô minh. Thì vô minh tức là cô vô minh tức là còn cái tham làm Phật là còn cái tham sân si, phải không? Còn mình minh rồi đó mà mình làm Phật thì nó không thấy tham sân si. Đó thì thầy nói như vậy để biết. Cho nên những người mà tu vào trong những cái định tưởng thì ở trong cái thời gian mình, cái tâm của mình nó không có ly dục ác pháp đâu. Bây giờ thầy ức chế tâm, thầy không có niệm khởi đi, thầy lọt vô không tưởng, rồi từ không tưởng đó thầy lọt vô thức tưởng, rồi đến thức tưởng rồi thì vô sở xứ tưởng, rồi phi tưởng, phi vi tưởng. Bốn cái định này nó không có ngoại đạo, hồi xưa nó nhập lung tung đó, nó dạy Đức Phật nhập, Đức Phật đâu có kết quả gì đâu, bỏ thật cái này đi,
đi trở về cái chỗ mà ly dục ly ác pháp, mà thì mấy con thấy cái sai. Bởi vì bây giờ thầy kề mấy con dữ lắm, thầy sợ mấy con nhập vô không tưởng không à, à làm cho hết vọng tưởng rồi thì bắt đầu nó sẽ lọt trong vọng tưởng, không chạy đâu gọi hết. Rồi từ không tưởng đó nó mới xuất hiện, nó xuất hiện tất cả những cái hiện tượng 18 cái là hiện tưởng à. Bắt đầu bây giờ mấy con mới lìa cái không tưởng, bị gì nó xuất hiện những cái đó thì cái thức tưởng của mấy con hoạt động rồi, cho nên nó không còn nằm trong không nữa. Mà không nữa thì các con sẽ vào thức cái thức tưởng rồi. Cho nên từng cái chỗ mà tu tập sai thì thầy nói những cái pháp đó nó không có đi đến kết quả cuối cùng của chúng ta là làm chủ sinh già bị chết được. Bởi vì nó chưa ly dục lẽ pháp, cái pháp đầu tiên ly dục lẽ pháp thì chưa làm được. Nó thì những câu hỏi của con để cho mình hiểu được khi mình tu các cái định mà vô sắc nó không có lợi ích, mà Đức Phật ngày xưa ném nó cũng như là bỏ một cái vật như một chiếc giày rách, không có xài được nữa. Cho nên từ đó mà Đức Phật khi mà khổ hạnh, khi mà nhập các tưởng rồi thì không thấy kết quả, cho nên Đức Phật bỏ mới thực hiện cái khổ hạnh. Thực hiện khổ hạnh đứng đi khi mà đứng dậy không có nổi. Rồi lúc bây giờ đó gần như sắp chết thì nhờ cái bác sĩ dê mà tỉnh hồi tỉnh lại, rồi mới nằm mới suy nghĩ, lúc còn bé của mình á, mình đi dục lẽ pháp, mình thấy cái sơ thiền, biết đâu đường chừng cái đường lối này có thể dẫn dắt mình đi đến cái chỗ cứu cánh giải thoát. Đó thì do đó mà Đức Phật mới sau khi mới ăn uống trở lại để cho bình phục trở lại cơ thể, bình phục rồi bắt đầu đi vào bốn thiền hữu sắc. Bốn thiền hữu sắc không phải là cái chỗ mà bốn thiền của ngoại đạo nữa, mấy con. Hữu sắc của ngoại đạo là cũng nó đi vô nó nhiếp ức chế tâm nữa, thành nó lo không tưởng nữa. Cái này ly dục lẽ pháp, cho nên Đức Phật xác định rõ ly dục lẽ pháp. Mà đi trong con đường này phải cơ thể phải khỏe mạnh, cho nên vì vậy mà đứng ở trên cái việc làm của Đức Phật là bằng cái tri kiến của mình rồi, bằng cái tri kiến của mình, tức là cái sự hiểu biết mà xả, chứ không phải mà ngồi im lặng đó. Không ai ngồi im lặng mà nói mà giữ cho nó không có niệm nữa thì nó lại lọt vào trong cái chỗ điện tưởng nữa. Cho nên vì vậy mà Đức Phật trong 49 ngày mà Đức Phật trở về cội Bồ Đề, ngồi với cội Bồ Đề mà tu, người ta cứ ngỡ tưởng là ông này chắc là lại khoanh chân ngồi lì ở đó, không có. Hầu hết là người ta tưởng như vậy đó. 49 ngày là ngồi xếp chân ngồi đó, ngày đêm cũng ngồi đó như cái gọc cây đó. Người ta tưởng như vậy là Đức Phật lúc bây giờ 49 ngày mà thành đạo là do ngồi thiền đó. Người ta không biết thiền của Phật. Cho nên thiền của Phật khi mà Đức Phật đã tu con biến nhập không vô biên xứ tưởng là người ta đã ngồi bất động ghi gốm đó, chứ đâu phải không đâu, đâu phải thường đâu. Cho nên vì vậy mà khi mà trở về cội Bồ Đề, Đức Phật không có ngồi thiền mà cái kiểu bất động đâu, mà ly dục từng cái tâm niệm tu tứ niệm xứ đó, mấy con mới có cái bài tứ niệm xứ bây giờ chúng ta đó. Nghĩa là luôn luôn nhiếp phục tất cả những tham ưu ở trên thân thọ tâm pháp của nó, ở chỗ đó mới có đẻ ra cái pháp tứ niệm xứ mà sau này Đức Phật dạy chúng ta tu đó, chứ đừng. Cho nên vì vậy đó, vậy bây giờ mấy con tu có tăng minh rồi, mấy con trở về cái chỗ 49 ngày mà Đức Phật tu chứng đạo, mấy con sẽ thấy được cái hành động của Đức Phật tu. Từ đó mấy con sẽ thấy rõ ràng là từng cái tâm niệm này, từng cái cảm thọ của Đức Phật để nhiếp phục tất cả những cái tham ô. Cho nên thầy mới thấy cái pháp của Đức Phật thật sự Đức Phật qua kinh nghiệm tu mà dạy mình, dạy rõ ràng lắm mấy con. Cho nên mấy con có tăng minh rồi, mấy con nhìn cái 49 ngày mà Đức Phật tu rồi mới thấy Đức Phật tu tứ niệm xứ. Cho nên bây giờ thầy mới triển khai cái tri kiến của mấy con rồi, khép mấy con vô tứ niệm xứ mà tu nè. Để ở trên đó mấy con xả từng cái tạm thọ nè, xả từng cái tâm niệm của mấy con nè, mà xả bằng cái tri kiến của mấy con nó thì. Cho nên thầy dạy mấy con có căn bản đúng trong 49 ngày. Nếu mà thật sự ra mấy con tu đúng thì mấy con bằng Phật thì mấy con 49 ngày là chứng đạo. Mà dở hơn á thì 7 tháng mà dở hơn nữa cho mấy con kéo dài 7 năm. Thầy nói thật sự, bởi vì Đức Phật có 49 ngày à. Mà nếu mà thầy hướng dẫn cho mấy con đủ cái tri kiến của mấy con mà áp dụng đúng từng tâm niệm mấy con khởi ra trên tứ niệm xứ mới khắc phục, thì cái thời gian của mấy con 49 ngày mấy con đạt được chứ đâu phải không đâu. Tại vì mình không biết đường. Còn bây giờ biết đường rồi, rõ ràng rồi. Cho nên hàng ngày đừng có để cho bị chướng ngại. Mà nó không chướng ngại tức là mấy con bảo vệ cái chân lý của mấy con chứ gì. Mấy con thấy rõ ràng chứ gì. Hộ trì bảo vệ chân lý của mình làm sao mà nó mất được. Thằng nào nó lọt vô trong thân tâm mấy con cứ đẩy nó ra thôi, chứ mấy con có làm cái thứ gì đâu. Đâu phải ngồi liêm diêm, ngồi được chế tâm sao? Các con thấy không? Cho nên mình nhắc tâm thanh thản, ăn lạc vô sự. Rồi bắt đầu thân có xảy ra gì thì mày chết, mày vô đây thì tao đuổi mày liền. Nó có phương pháp. Bây giờ tâm nó khởi một cái niệm thì tao đưa ra định vô đầu tao quét. Các con thấy nó thực tế mà. Chứ bây giờ thầy có nhiếp tâm đâu. Thầy xả tâm hoàn toàn mà thầy ly dục ly ác pháp mà. Ly dục là cái tâm thầy khởi niệm là nó dục, nó muốn cái này kia.
có phải không? Mà ác pháp thì nó tác động trên thân thầy đau nhức chứ gì, có phải ác pháp không? Mà thầy ngồi đây thầy cứ thầy đuổi nó hoài thì làm sao mà nó ở đây được? Mà nó không ở được thì thầy chứng đạo chứ sao, có phải không? 49 ngày chứng đạo, thầy tin rằng mấy con còn hơn nữa, mới có 43-45 ngày chứ. Không, tại vì hộ Phật ủng hộ, ủng hộ tu, còn mình có mò đâu, thầy dạy mà đâu, mấy con đâu có mò, mà thầy dạy rất là căn bản, đào tạo rất căn bản mà đâu có phải khó đâu. Biết rồi, không lẽ bây giờ mấy con biết rồi chạy đi nói chuyện chơi chút vô tu nữa sao? Chuyện đó mấy con tu 7 năm chưa rồi, còn bây giờ biết rồi thì mình tu, mình nỗ lực mình tu Phật 49 ngày, mình 45 ngày thôi, mình không hơn nhiều, không hơn nhiều Phật, nhưng mà cũng hơn Phật được mấy ngày, có gì đâu. Làm hơn thử coi hơn Phật không, bởi vì ông Phật cũng mò, còn mình bây giờ không có mò, tại ông Phật đã dạy rồi, có phải đúng không mấy con? Nó dễ, có người dạy rồi, bây giờ mình biết tứ niệm xứ chứ hộ Phật không biết tứ niệm xứ đâu. Nhưng mà tu rồi, ông thấy rõ ràng là ở trên bốn chỗ này á, mà nhiếp phục, khắc phục tham ưu mà thành độ. Cho nên chánh niệm của Đức Phật con thấy, còn chánh định mà đâu có còn khó gì, bởi vì cái chánh niệm nó sung mãn tứ niệm xứ rồi thì nó có tứ thần túc. Còn kia muốn nhập là nhập chứ có gì, tại vì mình có định ý túc rồi, đâu có khó đâu. Còn tam minh thì cũng đâu phải khó khăn đâu, các con thấy đó là dễ dàng lắm. Còn chỉ có cái mà chỉ có nhiếp phục được những cái ưu phiền ở trên thân thọ tâm của chúng ta là khó, bởi vì hàng ngày nó cứ nó tới nó đánh đập mình hoài, nó tấn công mình hoài, nó đánh kiểu này đánh kiểu khác. Mà bây giờ mình có phương pháp rồi, đúng cách rồi, bắt đầu bây giờ mới mở mặt trận chiến đấu, có được không? Đức Phật chiến đấu 49 ngày, mình chiến đấu 45 ngày, người nào giỏi hơn nữa là 40 ngày. Bởi vì mình đánh rốc mà, đánh thật mạnh, đánh thiệt mà, đánh đem hết sức lực ra đánh mà. Cho nên thầy loại, thầy đưa cái số thanh niên ra để đánh. Còn lính già thôi, mấy con đánh ở trên chút. Còn lính bệnh thôi, để tự lường. Chứ lính bệnh là sao đánh mấy con, có phải không? Lính già thì chắc chắn mấy con thắng cũng chưa nổi đâu. Nhưng mà lính trẻ, lính mà còn thanh niên, thầy cho nó xung cạnh rồi. Thầy nói bây giờ ở trên cái mặt trận tứ niệm xứ rồi, phải chiến đấu tận cùng, không có thua. Một là chết hết lính, còn hai là phải giải phóng. Có vậy thôi, mình lính trẻ thì hẳn hơi. Nhưng mà có thầy, thầy đâu để mấy con mà, bởi vì mình tu như vậy đó, mấy con thấy không bao giờ mà nặng đầu nhức đầu, không bao giờ mấy con ức chế chỗ nào đâu. Ngồi mà chờ giặc vô đánh mình đánh nó chứ sao. Mà nó không đánh thì mình bình an, đất nước mình bình yên. Cái bây giờ bốn chỗ thân đồ tâm pháp con không có đậm địa, thì như vậy là nó bình an chứ gì. Mà hãy chúng mà vừa đậm cái chỗ nào là mấy con đập liền. Mà sức khỏe tuổi trẻ mà trời đất ơi, nó nhịn à, vô thứ coi chết bỏ. Bây giờ nó đánh cận đau đi nữa nó cũng chẳng sợ đâu, nó có pháp mà. Nổi cánh tay nó đưa ra đưa vô vậy mà kể như đánh cận đau cũng bay đầu hết chứ đừng nói. Cái sức lực của cái cánh tay mà đưa ra đưa vô, thầy nói nó đẩy bệnh bay hết. Chứ đừng nói chi thầy nói chưa có thấy gì đâu mấy con. Bởi vì mình có đủ phương pháp, đủ có cái vũ lực rồi. Mà thầy khép cái sức tuổi trẻ phải đi như vậy. Còn cái người già phải đi như thế nào thầy hướng dẫn từng lượt. Bởi vì sức già của mấy con không thể nào đứng già mà. Có bao giờ mà ai đem lính già đi đánh cản? Chỉ có lính trẻ nó đánh rồi đó, nó làm cho mấy con tinh tấn hơn, rồi mấy con đánh từ từ. Thì lính già mà biết cách thức, có được cái mưu mô, mình yếu thì mình phải đánh bằng mưu mô của mình chứ, thì nó cũng thắng chứ. Các con thấy như Khổng Minh dùng mưu mô mà thắng cản tận, cho nên mình ít có phí sức. Còn tuổi trẻ thì xông qua lên liền chiến đấu tận cùng. Cho nên cái số mà đệ tử của thầy tuổi trẻ, mấy con mà còn đủ sức khỏe, không bệnh đau thì mấy con chuẩn bị, thầy dồn cho mấy con vào một cái lớp. Người nào giỏi thì đi trước, mà người nào dở thì sao. Tu trước Phật 49 ngày thì mấy con chừng 40 ngày thôi. Phải nỗ lực chứ. Phật lúc bây giờ nó cũng có chặn tuổi như mấy con chứ đâu có. Nghĩa là cỡ 30 mấy tuổi thì bây giờ mấy con cũng chặn đó, thì mấy con cũng còn sức lực lắm chứ. Thì Phật có 49 ngày thì mấy con phải có thầy hướng dẫn, thì mấy con phải 40-45 ngày thôi. Giả bớt một chút. Nỗ lực mà thầy nói thật sự mà, nỗ lực tu thật mà, chứ không phải tu chơi đâu nha. Trên 4 tứ niệm xứ này mà trong 40 ngày hay hoặc là 49 ngày nỗ lực mà tu mấy con quét rồi, nó bình an lắm, nó đẩy lui hết, nó không sợ. Thì nó nhất định là chết bỏ. Mà trong khi các con thấy lúc mà Đức Phật sắp sửa chứng đạo, mà nói cái lúc mà Ma Vương đến đánh Phật không, các con có nghe cái câu chuyện mà Ma Vương không? Nữ sắc này có nè, phải không? Nó dùng tên, dùng gươm đao, nó đâm Phật mà. Có không? Mấy con rõ ràng là Đức Phật nói cái điều đó đâu phải ma đâu, mà chính ngũ ám ma của chúng ta hiện ra mà đến chúng ta đó. Thì mấy con làm sao mấy con chạy khỏi? Mà nếu mà cái sức khỏe thanh niên của mấy con mới thắng. Còn mấy ông già thắng được không? Nó đâm hơi.
mấy ông nằm xuống chứ đâu chạy đâu khỏi. Bởi vì cái cơn đau á, mà cái tuổi trẻ nó không sợ đâu, nhưng mà cái người già nó đau quá người ta chịu không được, người ta phải nằm. Cho nên ma dương nó lại nó giáp giáo giáp dương nó đâm mấy ông già, chỉ biết là thua thôi chứ không có làm sao cách nào hơn được. Còn tuổi trẻ nó gan lắm, thầy nói là lính trẻ là nó gan. Cho nên thầy biết cái sức tu của mấy con lắm, cho nên thầy đặt mấy con trong cái vị trí là phải chiến đấu, là chiến đấu. Mà ấy, mà tuổi trẻ mà chiến đấu nó làm xong rồi thì tuổi già nó hăng lắm, nó xong hơn chứ không thua. Chắc chắn là trong cái vấn đề này mình khích lệ những cái tư tưởng để mà chúng ta chiến đấu chứ. Cho nên phải nỗ lực và tinh thần của mấy con phải chuẩn bị hết á. Khi mà thầy dạy cái tứ vô lượng tâm, cái xả tâm vô lượng để triển khai cái tri kiến xả của mấy con, bởi vì xả nó rộng lắm mấy con. À, cho nên do đó nó sẽ nằm ở trên tứ niệm xứ mà nó xả đó. Mấy con sẽ nói như thế nào, luận như thế nào mà nó đúng cách thì thầy mới chấp nhận cho. Mà giờ mà tu tứ niệm xứ chứ mà sai là chưa được đó. Bởi vì mình hiểu sai làm sao mình biết, mình biết mình xả. Cho nên cái tu tập đúng thì mấy con sẽ kết quả. Chuẩn bị, mấy con chuẩn bị. Người nào mà lượng sức mình tu không nổi thì bây giờ rút trước đi. Chứ mà vô mặt trận rồi thì chỉ còn nước chết chứ không có nói là như thế nào mà rút hồi đó được đâu. Hồi đó xin đi thầy không có cho đi, vô rồi thì chết bỏ chứ mà đi đi thì không có được. Nghĩa là bây giờ muốn đi thì muốn đi đâu đi cũng được, mà mai mốt mà mở mặt trận đánh rồi mà thầy cho cái lớp thực hành rồi, mấy con xin đi là thầy đóng cửa luôn á, thầy không có cho tới lui nữa đâu, thầy không có nhung nhượng đâu. Bây giờ mấy con đi rồi mấy con về thầy còn cho, chứ mà tới chừng cái lớp đó rồi thì chắc chắn là mấy con xin đi là mấy con đi luôn chứ đừng có vô. Nghĩa là đuổi luôn á, lính gì hèn nhát mà ở đây mà đánh giặc mà đôi giờ là vô đây làm cái gì. Lính thì phải gan dạ chứ, lính gì mà lính hèn nhát, cho nên ở đây không có được cái chuyện đó đâu. Thầy sẽ cho mấy con đi luôn, rồi mấy con đi theo đại thừa đó cầu khẩn để mà về cực lạc mà sống. Không, thầy nói thẳng, nói thật đó mấy con. Cho nên cái con đường tu mình phải có sự quyết định, chứ không quyết định là mình sẽ tu cầm chừng cả một cuộc đời bỏ hết. Mà bây giờ cứ tu cầm chừng như thế này biết chừng nào mình được giải thoát nè. Đâu có hỏi mấy con dùng cái ý thức lực của mấy con tác ý đuổi bệnh sơ sơ vậy, nó còn đòi hỏi mấy con ở chỗ mấy con phải làm chủ sự sống chết của mấy con chứ. Nó còn đòi hỏi mấy con phải có đủ cái trí tuệ của mấy con để đứng ra mà mấy con dựng lại cái chánh pháp của Phật chứ, dựng lại cái nền đạo đức của Phật chứ. Mà nếu mà mấy con giới cái tri kiến của mấy con với sự hiểu biết hạn cuộc như thế này, mấy con làm sao mà làm cái việc này được. Cho nên mấy con phải đòi hỏi, mấy con phải đủ cái sức tâm minh chứ đâu phải mà dạy mấy con ở thường thường đâu, để mấy con dựng lại cái nền đạo đức cho loài người mà. Thì mấy con phải đủ cái sức đó. Mà bây giờ đủ sức đó đâu có nghĩa là dạy cho mấy con để mấy con đi ra phóng hào quang, mấy con bay trên trời chọc ghẹo thiên hạ. Cái điều đó là mấy con chọc ghẹo thiên hạ để cho thiên hạ bu quanh mấy con để mà cầu danh cầu lợi, chứ làm gì cái chuyện đó, không có nên làm cái điều đó đâu. Cho nên đệ tử của thầy mà thực hiện thần thông là thầy diệt liền tất cả, thầy đuổi ra khỏi, thầy nói là đó là ma ba từng hoài đạo chứ không phải là đệ tử của Phật đâu. Cho nên bây giờ mấy con ngồi thiền 7-8 ngày được, mà mấy con ngồi thiền nhập định 7-8 ngày được mà mấy con thực hiện được thầy cũng đuổi liền. Có thầy thì đuổi liền, cái thầy không chấp nhận. Tại sao thầy không bao giờ mà đem cái danh lợi bằng cái thần thông đó được, mà thầy đem lại cái nền đạo đức mấy con biết để mấy con sử dụng cái tri kiến, cái trí tâm minh của mấy con sử dụng để mà con dựng lại cái nền đạo đức cho loài người, đem lại hạnh phúc cho người ta. Chứ không phải đem là cái chuyện mà làm cái trò ảo thuật nó mà gạt người ta, thầy không có chấp nhận cái vấn đề đó. Thì thầy nói như vậy để thầy biết, thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn rồi. Người nào mà nỗ lực tu mấy con sẽ tới đó, mấy con biết. Mấy con ngồi đây mà mấy con sẽ nhìn vũ trụ còn hơn là cái đại thiên văn của các nước của Mỹ nữa. Nó sẽ quan sát được chứ không phải không đâu. Thì mấy con nỗ lực đi rồi mấy con sẽ thấy những lời thầy nói là thật. Còn mấy con không chịu khó tu thì thôi thầy cũng đầu hàng. Cái đại thiên văn của mấy con chỉ cần có đem mà quăng chút chút cái hầm ấy cho rồi, nghĩa là cái thân của mấy con nó chỉ cần chôn với nó bỏ cho rồi chứ không có làm gì được. Chỉ có tu mới có làm được, mà không tu thì không có làm được gì. Không khéo thì mấy con sẽ không tới nơi tới chốn. Mà cái lớp học của thầy triển khai vậy, mấy con đi ra làm giảng sư được chứ, nhưng mà mấy con sẽ chết với nó. Bởi vì mấy con sẽ soạn bài, sẽ viết sách được, mấy con làm được, nhưng mà mấy con chưa có hoàn tất được thì mấy con sẽ chết với nó, chết với danh với lợi đó. Thầy không muốn điều đó đâu. Thầy muốn các con phải thiết giáo và thân giáo, cả hai cái này. Mà thân giáo là phải mấy con phải đạt được tâm minh, chứ mấy con chưa đạt được tâm minh thì mấy con đứng lại đừng có nói chuyện, mà đi ra nó dạy đạo nó sẽ danh lợi nó cám dỗ con dữ lắm, nó sẽ chết ở trong cái danh lợi mất. Thầy giết con bằng gương đau nó không có khổ đau nhiều đời kiếp, mà thầy giết các con bằng cái tri kiến dạy các con trở thành giảng sư đi ra mà mấy con chưa chứng đạo là thầy giết con chết còn khổ đau vô lượng kiếp.
Bởi vì mấy con sẽ lợi dụng cái chỗ này, mấy con sẽ trở thành những giảng sư, rồi mấy con lợi dụng trong cái sự mà sống theo dục lạc của mấy con là mấy con chết, mấy con sẽ tội lỗi lớn, rất lớn đó, chứ không qua thường. Cho nên thầy chỉ mong rằng mấy con sẽ đạt được cuối cùng, được giải thoát hoàn toàn, ly dục lạc pháp hoàn toàn. Mấy con có đủ khả năng thì mấy con sẽ ra, mấy con thay thầy, mấy con làm công việc giúp giùm thầy để mà đem lại cái nền đạo đức cho đời người sống không làm khổ mình. Điều đó là điều ước nguyện của thầy rất lớn, mà thầy mong ở cái sức tuổi trẻ của mấy con. Bất kỳ một người nào, những lời thầy nói hôm nay là những lời con ghi lại hoàn toàn. Một ngày nào thầy ra đi mà có được những người đệ tử thay thầy, thầy rất mừng. Thầy biết rằng cái nền đạo đức của Phật giáo sẽ sống, cái nền đạo đức nhân bản của tâm lạc, con người sẽ hưởng được hạnh phúc. À, bây giờ mấy con còn hỏi thầy nhớ đó không?